Hi there, welcome back to our channel. Our lesson today is Unit 10 Review Workbook I Learn Small Word. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ là phần review trong bài 10 chủ đề Cities Around the World. Sách bài tập I Learn Small Word. Alright, now you ready? Let's start. The first one is part number one. You will hear a man talking about a famous English city. Listen and fill in the blanks. You will hear the information twice. Trong phần 1, các bạn sẽ nghe một người đàn ông nói về một thành phố nổi tiếng ở Anh. Các bạn sẽ nghe và điền vào những chỗ trống. Các bạn sẽ nghe thông tin hai lần. Right? Visiting Bath. Tham quan thành phố Bath. Ở đâu? England. Ở nước Anh. Right? So, the first one, where is it, where is Bath City, okay, thành phố Bath, này thì ở đâu, they already gave us southwest England, người ta đã ở đây, người ta đã cho sẵn chúng ta là ở phía tây nam của nước Anh, right, thành phố Bath, ở phía tây nam của nước Anh. Okay, now the second one, famous landmarks. Những địa danh nổi tiếng ở thành phố Bath có cái gì? Những cái địa danh nổi tiếng tại thành phố Bath là có những cái gì? Number one, the Royal Crescent and Putney. What else, right? The Royal Crescent là gì nhỉ? The Royal Crescent là khu nhà ở Phức Hợp. Khu phức hợp nhà ở Bath, Anh. Đây, this is a picture here. This is the Royal Crescent. Ha, ở đây là người ta này, đây là bức tranh. Đây là chính là the Royal Crescent. À, khu phức hợp nhà ở thành phố Bath, nước Anh. Okay. Và Putney. Putney là và cái gì đó. Okay. Age of Roman Bath. Tuổi đời của Roman Bath. Roman Bath là gì? Nhà tắm La Mã. Ok. Right? Another place to visit. Ngoài ra thì có những cái địa điểm nào để tham quan? Alexander and what else? Và cái gì đó? Ok. Pride of the Park. Pride of the Park. Giá vé vào công viên đúng không? Là bao nhiêu tiền? Right? Things to do in Bath. Những thứ có thể làm ở thành phố Bath là gì? Right? Shopping, what else, and exploring. Okay, now ready? Listen and fill in the blanks together. Right? Ready? Go! Review. Track 41. Page 71. Listening. You will hear a man talking about a famous English city. Listen and fill in the blanks. You will hear the information twice. If you are going to go to England this summer, you should visit Bath. It is a very old city in the southwest of England. It has many famous landmarks, like the Royal Crescent and Pulteney Bridge. You should visit the Roman Baths. They are 2,000 years old. You should also visit Alexandra Park. It is free to enter and has great views of the city. Food in Bath is expensive. Eating a sandwich in a park is cheaper than going to a restaurant. If you want to shop, eat, or just explore, Bath is a great place for all the family. Now, listen again. If you are going to go to England this summer, you should visit Bath. It is a very old city in the southwest of England. It has many famous landmarks, like the Royal Crescent and Pulteney Bridge. You should visit the Roman Baths. They are 2,000 years old. You should also visit Alexandra Park. It is free to enter and has great views of the city. Food in Bath is expensive. Eating a sandwich in a park is cheaper than going to a restaurant. If you want to shop, eat, or just explore,
Bath is a great place for all the family. Okay, now let's see. If you're going to go to England this summer, you should visit Bath. Nếu mà bạn muốn đến Anh vào mùa hè này, bạn nên ghé thăm Bath. Bạn nên ghé thăm thành phố Bath. It's a very old city in the southwest of England. Nó là một thành phố rất là lâu đời ở phía tây nam nước Anh. Okay, southwest of England, right? It has many famous landmarks like the Royal Crescent and Putney Bridge. Nó có nhiều địa điểm nổi tiếng như là the Royal Crescent and Putney Bridge. So here, bridge, okay? Putney Bridge. Okay, như vậy là những địa danh nổi tiếng ở thành phố Bath là gì? The Royal Crescent là khu phức hợp nhà ở thành phố Bath, nước Anh, và cầu Putney, right? Và cây cầu Putney. Okay, very good. You should visit the Roman baths. They are 2000 years old. Yeah, right? You should visit the Roman baths. They are 2000 years old. Bạn nên tham quan the Roman baths. Chúng thì là đã 2000 năm tuổi. Okay. So, Age of Roman baths. Age of Roman baths. 2000 years old, right? 2000 năm tuổi ha. The Roman baths là nhà tắm La Mã nhé. Roman baths. Nhà tắm La Mã. Alright. You should also visit Alexander Park. Bạn cũng nên tham quan công viên Alexander. Ok. Như vậy là địa điểm khác để tham quan đó là gì? Alexander Park. Ok. Công viên Alexander. Ok. It is free to enter and has great views of the city. Nó được vào cửa miễn phí và có tầm nhìn tuyệt vời ra thành phố. Ok. So, price of the park. Như vậy giá vào công viên là gì? Free. Ok. Miễn phí. Free. Alright. Very good. Food in Bath is expensive. Đồ ăn ở Bath thì đắt. Eating a sandwich in a park. It's cheaper than going to a restaurant. Ăn sandwich trong công viên rẻ hơn đi ăn ở nhà hàng. If you want to shop, eat, or just explore, Bath is a great place for all the family. So, things to do in Bath. Những thứ có thể làm ở Bath là gì? Shopping, eating, and exploring. Mua sắm, ăn uống và khám phá, okay? If you want to shop, eat, or just explore, Bath is a great place for all the family. Nếu mà bạn muốn mua sắm, ăn uống hoặc là chỉ khám phá, thì Bath là nơi tuyệt vời cho cả gia đình. Okay, very good. Okay, so we have Bath is a large city in South West England. Okay, như vậy là Bath là thành phố lớn ở phía tây nam của nước Anh, right? And the Royal Crescent là khu nhà ở phức hợp ở thành phố Bath, nước Anh. Here, this is a picture of the Royal Crescent. Đây là hình ảnh của the Royal Crescent, khu nhà ở phức hợp ở thành phố Bath, nước Anh. Putney Bridge, cây cầu Putney Bridge. Okay, đây là cây cầu Putney Bridge. Cây cầu này bắc qua sông Avon ở thành phố Bath, nước Anh nha. And the Roman Bath là nhà tắm La Mã. Nhà tắm này thì có tuổi đời 2000 năm tuổi. Okay. Okay, very good guys. Okay, now let's move on. The second part is reading. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển qua phần tiếp theo.
phần đọc nhé. The second part is reading. Read a paragraph about three people's vacation plans. Choose the correct answer. A, B or C. Trong phần này chúng ta sẽ đọc những cái đoạn văn về kế hoạch cho kỳ nghỉ của ba bạn bên dưới. Bạn Pierre, bạn Amy, bạn James. Và chúng ta sẽ chọn ra câu trả lời đúng A, B or C. Alright, now ready? Go! Our vacation plans. Kế hoạch kỳ nghỉ của chúng tôi. A. I am on vacation in the south of France. Tomorrow, my family are driving to the city of Nice. If the weather is good, we will walk up a big hill called Mont Blanc. If it rains, we will go look at the art show in Martyrs Museum. Okay. Tôi đang đi nghỉ ở miền nam của nước Pháp. Ngày mai gia đình của tôi sẽ lái xe đến thành phố Nice. Nếu mà thời tiết tốt thì chúng tôi sẽ đi bộ lên một ngọn đồi lớn gọi là Mont Blanc. Nếu trời mưa thì chúng tôi sẽ đi xem chương trình nghệ thuật trong bảo tàng Matisse. Okay. B. My family and I are going to Singapore for the weekend. If it is sunny, we will visit Singapore Zoo on Saturday. After that, we will visit Waterfront Promenade. It is a peaceful place to walk and look at the old buildings and statues. If we have time on Sunday, we will go to a mall. Okay. Gia đình của tôi và tôi sẽ đi đến Singapore vào cuối tuần. Nếu mà thời tiết nắng thì chúng tôi sẽ đi đến sở thú Singapore vào thứ bảy. Sau đó thì chúng tôi sẽ ghé thăm Waterfront Promenade. Okay. Đó là nơi yên bình để đi dạo và ngắm nhìn những tòa nhà và bức tượng cổ. Nếu chúng tôi có thời gian vào chủ nhật thì chúng tôi sẽ đi đến trung tâm mua sắm. Okay. C. I am on vacation in San Francisco. Yesterday, we went shopping and had dinner at Union Square. It was so crowded. We are going to spend today at Golden Gate Park. It is very peaceful. If the weather is bad, we will ride a cable car or go see the fish at the aquarium. Okay. Mình đang có một kỳ nghỉ ở San Francisco. Ngày hôm qua, chúng tôi đã đi mua sắm và ăn tối ở quảng trường Union. Nó thì quá là đông đúc. Chúng tôi dự định sẽ dành cái ngày hôm nay để đi đến công viên Golden Gate, công viên cổng vàng, right? À, nó là một nơi yên bình. Nếu mà thời tiết xấu thì chúng tôi sẽ đi cáp treo hoặc là đi xem cá ở thủy cung. Ok, ở đây mình có gì đây? Ride a cable car là đi cáp treo. Ok, và đi xem cá ở thủy cung. Aquarium. Ok, aquarium là ở thủy cung nha. Now, example. Who talks about a play with too many people in it? Ai nói về một cái địa điểm có quá nhiều người trong đó? Ai? James, right? James say, yesterday we went go shopping and had dinner at Union Square. It was too crowded. Okay. Như vậy, ai là người đề cập, ai là người nói về một cái địa điểm mà có quá nhiều người ở trong đó? James, bạn James có đề cập là bạn ấy đang có một kỳ nghỉ hè. Bạn James có đề cập là bạn ấy đang có một kỳ nghỉ hè ở San Francisco. Và ngày hôm qua thì bạn ấy đã đi shopping và ăn tối ở quảng trường Union. Và nó thì có quá nhiều người. Okay. Nó thì quá là đông đúc. Như vậy là ai đề cập? Bạn. Bạn James. C. Okay. C here. Very good.
Now, question number one. Who will look at wild animals? Ai là người đã đi xem? Ai là người sẽ đi xem động vật hoang dã? Who? Amy, right? She said, if it is sunny, we will visit Singapore Zoo. Okay, we will visit Singapore Zoo. So, Amy, right? B. So, number one, B. Okay. B. Okay. Như vậy là ở câu số 1, ai là người đề cập là sẽ đi xem động vật hoang dã? Bạn Amy. Như vậy là B. Okay. Question number 2. Who may see some famous paintings? Ở câu hỏi số 2, ai là người có thể xem những bức tranh nổi tiếng? Ai là người có thể xem một số bức tranh nổi tiếng? Who? A. Peter. Right? Peter. He said, if it rains, we will go look at the art show in the Matisse Museum. Như vậy là bạn Peter, right? Bạn Peter có đề cập là bạn ấy sẽ đi xem buổi biểu diễn nghệ thuật. Nếu trời mưa thì bạn ấy sẽ đi xem chương trình nghệ thuật ở bảo tàng Matisse. Okay. So, question number 2A. Okay, question number 2A. All right. Very good. This is B. This is C, right? Very good. Now, question number 3. Who may go shopping? Ai có thể đi shopping? B, right? If we have time on Sunday, we will go to a mall. Nếu mà chúng tôi có thời gian vào chủ nhật, thì chúng tôi sẽ đi trung tâm mua sắm, trung tâm thương mại. Như vậy là bạn Amy, B. Right? B. Okay. Question number 4. Who is going to travel to another city? Ai dự định sẽ du lịch ở một thành phố khác? Who is going to travel to another city? Ai sẽ đi du lịch đến một thành phố khác? Who? Peter, right? A, right? He. Tomorrow my family are driving to the city of Nice. Okay, vào ngày mai, gia đình của tôi sẽ lái xe đến thành phố Nice. Okay, so A. Peter, right? Okay. Very good, guys. Very easy, right? Okay, we stop here. Thank you so much for your listening and see you next video. Bye.